Xin chào quý vị khán thính giả. Một cái mẩu chuyện trong gia đình kể cho quý vị nghe là cũng gần đây, cách đây mấy tuần, đứa cháu nội của tôi nó cảm. Thì dĩ nhiên mùa này mùa cảm thì hơi sổ mũi, hơi ho, hơi sụt sụt chút xíu. Thì tôi nói thì cứ uống thuốc đi nè, mấy cái đồ thuốc mà em bé rồi đó mua chữ được. Thì cũng dùng giống hệt như vậy. Nhưng mà ủa sao nó cũng không bớt nữa, nó vẫn còn tiếp tục ho nữa, rồi nó hơi quấy, không chịu bú, rồi không chịu ngủ ban đêm, làm cho cha mẹ nó cứ thức hoài cả đêm, rồi ngày hôm sau không đi làm được. Thì tôi mới nói, ồ nếu không bớt vậy thôi đi khám bác sĩ Lê Đức Xuân Tô đi. Nghe nói bà bác sĩ đó bảo là chuyên khoa về nhi khoa, cho coi coi bà có cái phép màu nhiệm nào mà. Thì con tôi nó đưa cháu nội của tôi đi khám bác sĩ Lê Đức Xuân Tô. Thì về nhà tôi bảo vậy bác sĩ chúng tôi nói chuyện gì? Ồ bác sĩ nói nó bị sưng lỗ tai. Ồ sưng lỗ tai hả? Ủa sao sưng lỗ tai sao mình không biết ha? Hơi lạ, tôi cứ tưởng là bị cảm cúm. Cho nên vì như vậy mà ngày hôm nay tôi mới nhờ cái bà bác sĩ đó, bác sĩ Lê Đức Xuân Tô đó, nói giùm cho biết tại sao cảm cúm mà vô bà bác sĩ lại nói là bị sưng lỗ tai. Xin chào bác sĩ, bác sĩ Xuân Tô, xin chào bác sĩ Xuân Tô, Chào bác xin sĩ chào Lê quý vị Sinh. khán thính giả. Chào quý vị khán thính giả của Đài Liên Tông Sài Gòn TV. Thì hôm nay tôi định chọn cái đề tài là đau lỗ tai của em bé. Thành ra cái đề tài đó là quý vị đã nghe lâu rồi nhưng mà bây giờ nhắc lại thôi. Đó, thì bác sĩ Trường Sinh có hỏi là tại sao mà cảm sơ sơ mình đã đau lỗ tai. Thì cái đó mình tại vì cái người bác sĩ nhi khoa đó là người bác sĩ giống như là một cái thám tử, là mình phải đi tìm những cái mấy cái giống như mấy cái clue để mình định ra bệnh, tại vì em bé nó nhỏ nó không có nói, nó đâu có nói là nó đau lỗ tai hay là nó nói nhức lỗ tai hay ngứa lỗ tai, nó không có nói. Cho nên người bác sĩ nhi khoa giỏi á, là phải biết coi lỗ tai của em bé, tại vì lỗ tai đôi khi là nó có ráy, mình phải biết cách mình móc nó ra, mà mỗi lần mình móc ráy thì đôi khi có thể chảy máu. Cha mẹ rất là sợ hãi hùng khi mà thấy mà bác sĩ nhi khoa móc tai con mình, nhưng mà đó là cái cách để định bệnh. Bây giờ bác sĩ xin hỏi cái gì? Cho nên khi nhờ đó mà tôi mới nhớ lại mình hay nói đó, con mắt đó là cái ngưỡng cửa của linh hồn, nhìn vào con mắt thấy người linh hồn ra làm sao. Còn riêng về trong cái chuyên khoa của bác sĩ Lê Đức Xuân Tô đó, lỗ tai là câu trả lời cho tất cả những cái bí quyết mà Đó tại sao em bé không hết bệnh. là cái phải khám kỹ. Rất là Và trúng. bác sĩ chúng tôi cũng là nổi tiếng, ai cũng biết là bác sĩ là nổi tiếng về vấn đề móc lỗ tai em bé. Cho nên mỗi lần mà em bé nó vô là nó bắt đầu nó ôm lỗ tai nó trước, nó cứ sợ là bác sĩ phải móc lỗ tai nó. Có những trường hợp nào mà bác sĩ phải móc là những trường hợp khi khám bệnh mà thấy cái ráy nó nhiều quá, mà mình nó nóng sốt, sổ mũi, mình phải coi. Tại vì khi không phải là cảm không, nếu cảm không thì mình uống những thuốc thông thường nó sẽ bớt. Nhưng mà đôi khi đó nó tại vì mình nên nhớ cái cổ họng, lỗ tai với lỗ mũi, ba cái đó nó liên hệ với nhau, nó có mấy cái chip nó đi qua đi lại. Khi mà mình cảm mình hơi sưng cái cổ, nên cổ nó hơi sưng chút xíu, lỗ mũi nó hơi sưng chảy chảy nước mũi, thì cái ở trong cái ống nhĩ á, sau cái ống nhĩ cái màng nhĩ á, nó cũng có chút xíu, nó động là chút xíu nước, nó cũng làm cho có thể dễ bị viêm lỗ tai, nhất là mấy bé nhỏ. Lớn lên thì viêm lỗ tai ít hơn là cho những cháu nhỏ. Thì đứa con tôi mới nói rồi, nó hồi mấy tháng trước nó cũng bị giống vậy rồi, có đi khám bác sĩ gia đình thì nó lỗ tai tốt, không có sao hết. Nhưng mà tới hồi tôi hỏi, ồ vậy bác sĩ tôi thấy gì, nó trời lỗ tai toàn ráy không à. Cứ ráy nó cả đống, phải moi ra cả thúng trong đó mới thấy là cái mặt phía sau là cái màng nhĩ nó bị sưng mà không hay. Tại Cho vì nên vì như vậy phải có một cái quyết đặc biệt mà để làm sao nhìn vô trong cái lỗ tai của em bé mới biết được nó bị bệnh gì. Chứ còn mà nếu mà chúng ta nhìn vô mà thấy chỉ có ráy tai không thôi thì nó ô tốt quá, không không có sao. Mà thực sự phía sau cái màng nhĩ nó sưng rất là nhiều. làm phải mà có cách khám bệnh nữa, thí dụ để ý là khi mà mình khám có cái đồ mà khám lỗ tai, nhưng mà bác sĩ chúng tôi có thêm một cái có cái sợi dây và cũng như là một cái đồ cái bơm này đó. Thì khi mình coi cái lỗ tai, mình phải biết cách coi cái lỗ tai, thì chắc chắn những bác sĩ về tai mũi họng đã biết cách tôi coi rồi, là coi cái landmark, coi mấy cái hình dạng của cái màng nhĩ như thế nào, coi nó có cái xương nó như thế nào, coi nó màu gì, rồi coi ở phía sau có nước hay không. Thì nhờ cái đồ mà bóp bóp á, thì người ta thấy rằng cái ví dụ như cái màng nhĩ nó phải nhúc nhích đó, có cái nồng độ nhúc nhích, mà nếu nó nhúc nhích mạnh quá cũng là sai, mà nó không nhúc nhích tức là có nước phía sau. Thì nó có nhiều cách để khám lỗ tai, nhưng mà muốn khám cho kỹ là phải lấy cái ráy tai ra. Chứ còn nếu cái có ráy tai thì ráy tai nó nằm ở trong cái ống nhĩ. Thì quý vị thấy đây, đây là cái mô hình của cái lỗ tai đây nè. Mình ở ngoài này, bác sĩ ta sẽ ngó vô, đây là cái ống nhĩ nè.
đây là cái ống nhĩ nè, đó, rồi đây á, là cái màng nhĩ, đó. Thành ra khi bác sĩ ta cần ta ngó vô để ta thấy cái màng nhĩ như thế nào, nó có mấy cái landmark như thế nào, nó có cái có thẹo hay có gì hay không, nó có đỏ hay không, và người ta phải lấy cái đồ ta bơm á, để coi cái ống cái màng nhĩ này có nhúc nhích không. Nếu nó nhúc nhích ít tức là nó có nước phía sau, mà nó nhúc nhích nhiều quá là cái màng nhĩ nó bị yếu, nó bị hư, thì nó cũng là đau lỗ tai. Rồi nó có đỏ hay không, thấy mủ nữa không? Đó. Có thể thấy mủ ở phía sau màng nhĩ. Nhưng mà nếu mà nó bị bể cái ống màng nhĩ thì mủ nó chảy ra ngoài, cái đó mình thấy được. Thành ra bây giờ nếu mà mình có giấy nằm ở đây thì làm sao mà bác sĩ người ta thấy được cái màng nhĩ, cho nên người ta phải móc nó ra. Mà khi móc nó ra đó, quý vị biết khi mà cái giấy mà nó ở lâu trong cái ống nhĩ nè, nó có gai, nó mọc vô trong mấy cái thành ống nhĩ đó, cho nên kéo ra nó có thể chảy máu. Thì tôi làm vậy thì cha mẹ rất là sợ, rồi nói là bị lủng lỗ tai. Không có lủng bao giờ hết á, tại bác sĩ chúng tôi đã móc gần cả mấy trăm ngàn cái lỗ tai rồi, không có bao giờ bị lủng lỗ tai hết, mà nó có chảy máu. Đó là những cái phản ứng phụ của khi mình móc ra. Nếu mà mình dùng những cái đồ móc mà bằng ni lông á thì móc không được, mà bằng sắt á móc được, nhưng mà phải rất là cẩn thận, phải có cái skill, phải có cái kỹ thuật cái gì đó để móc ra. Đúng vậy. Đó, khi mà khám của em bé đó đau lỗ tai đó, mà nó bị đau lỗ tai đó, mình định là bị đau lỗ tai rồi mà cháu bé đó mình không biết, cho nó đi máy bay nó sẽ nhức, đau nhức không thể tưởng tượng được, tội nghiệp lắm. Cho nên khi mà đau cái lỗ tai đó, mà trước khi đi du lịch đó, bác sĩ chúng tôi make sure là mà trở lại trước khi đi đó để coi là đã hết cái đau lỗ tai không, rồi cho đi máy bay, chứ không á là lên máy bay nó nhức rồi nó bể luôn cái màng bị nhĩ. Lý do là thì trong máy bay người ta phải điều hỏi cái áp suất ở trong cái máy bay, và khi lên xuống như vậy mà cứ hạ rồi tăng cái áp suất lên, nó ảnh hưởng đến cái lỗ tai của các em. Đúng, và trong nhất là nó đang bị đau lỗ tai. Thì em bé đó nó đầu tiên á, người ta nói là có thể là thường đau lỗ tai viêm tai giữa đó thì có thể là do siêu vi trùng. Đúng, siêu vi trùng, nhưng mà quý vị biết cũng có vi trùng nữa. Cho nên dù rằng có nhiều người ta nói không cần uống trụ sinh để cho nó dậy đi, khi nào mà nó có mủ rồi mới tính, cái đó là không đúng. Bác sĩ Xuân Tô cứ nó nghĩ rằng tuy là siêu vi trùng, nó có đỏ, có nước, có sao màng nhĩ, bác sĩ cứ cho uống trụ sinh. Vì mình nên nhớ cái sự đề kháng của em bé nhỏ nó khác cái người lớn. Cho nên nó, khi nó siêu vi trùng thì vi trùng nó ở đâu cũng có, nó nhập vô lẹ lắm. Thành ra nó làm superfection, nằm trên cái siêu vi trùng, có vi trùng. Cho nên bác sĩ Xuân Tô khi thấy có đau lỗ tai là bác sĩ sẽ cho uống trụ sinh. Không những như vậy còn giúp cho cha mẹ nữa. Chứ nếu mà cứ để chờ nó mai mốt nó tệ hơn á, rồi hẳn chữa, thì tệ hơn là 5 ngày sau, 7 ngày sau. Thì 5-7 ngày đó quý vị không ngủ đêm được. Rồi tại vì con nó cứ quấy hoài à. Cho nên khi mà dựa trên những cái trường hợp mà như vậy thì thường thường bác sĩ Xuân Tô cho thuốc liền. Để làm gì? Cho nó mau lẹ. Chứ đừng có chờ tới lúc nước tới chân mới nhảy, thì hồi đó cũng được, nhưng mà hơi phiền, hơi mệt cho cha mẹ rồi. Thành ra đó, bác sĩ sẽ khi mà biết đau lỗ tai là sẽ uống trụ sinh. Ngoài cái uống trụ sinh, người ta có thể cho thêm những cái thuốc cho nó đỡ sơ mũi, decongestant, cho nó đỡ sưng, rồi cho những cái thì nó đỡ viêm. Tạm thêm một cái chánh là cái trụ sinh. Còn mấy cái kia cái phụ, nhưng mà nó cái phụ đó nó giúp cho chữa bệnh nó mau lẹ hơn. Đó. Có nhưng những mà trường hợp á, mà khi mà nó đã bị mủ nhiều mà nó bị bể ra đó, nó mủ nó chảy ra ngoài, thì mình cũng chữa được, cũng cho uống thuốc, cũng cho thuốc nhỏ, mà phải loại thuốc nhỏ đặc biệt, chứ không thuốc, có những thuốc nhỏ nó chạy nó không tốt thì phải cho thuốc đặc biệt. Nhưng mà quý vị sẽ sợ nó chết trời, nó bị lủng cái lỗ tai rồi bây giờ nó bị điếc hay không, không phải như vậy. Tại vì khi lủng vậy do mà nó bị bể cái ống nhĩ màng nhĩ đó, thì sau một thời gian chữa bệnh nó sẽ làm lại. Nó là giống như quý vị đâm cái kim vô rồi nó bị lỗ, rồi khi lấy ra thì nữa mình chích thịt mình á, mình đâm kim ở cái mông á để mình chích, rồi xong mình lấy ra mình nghĩ chắc sẽ có cái lỗ, nhưng mà nó sẽ khít lại liền, nó không có cái lỗ. Chỉ có một cái là tại sao mấy em bé nó lại bị cái này ha? Cái lỗ tai nó không có ăn thua gì hết, mà là tại sao là cứ 10 đứa em bé tới mà bị những cái triệu chứng đó, là 9 đứa bị lỗ tai không? Là tại vì lúc nhỏ nó cái cơ cấu của cái lỗ tai nó khác thường hơn là người lớn, nó chưa có hoàn toàn cho nên nó dễ bị sưng hơn. Đó, con nít và có những cái bé mà nó bú nhiều quá nó dễ đau lỗ tai. Ví dụ như bú đêm, quý vị biết không, nó nằm, nó cái áp suất của nó bất thường. Rồi khi nằm rồi cái là nó làm cho dễ đau lỗ tai. Tại nên những em bé mà bú nhiều đó, bác sĩ nói là có chừng, thứ nhất là thiếu máu nè, số 2 là bón nè,
số 3 là kém ăn này, số 4 là dễ đau răng, số 5 là dễ đau lỗ tai. Đó là lý do tại khi bú ban đêm nữa, mà dễ đau tai là bú ban đêm, nó thường cho mẹ thấy khóc với đưa bình sữa, em bé cầm bú nằm thì cái sự nằm này, cái áp suất hai bên nó bất thường, cho nên dễ đau lỗ tai lắm. À, đó là những cái mẹo rất là quan trọng để cho những phụ huynh mà có con em nhỏ đó mà phải để ý tới cái vấn đề đó, chứ nếu không mà mỗi lần mà nhức lỗ tai mà đau lỗ tai nó phiền lắm. Là em bé thì quấy, cha mẹ thì lo, không biết chuyện gì xảy ra, đâm ra lúng túng. Quý vị thấy em bé mà nó cảm, nó chỉ số mũi thì dĩ nhiên quý vị làm đúng chỗ những thuốc bác sĩ cho chỉ cho uống. Rồi nếu mà thấy 2-3 ngày mà vẫn còn thấy sổ mũi mà nhất ra màu xanh, em bé có nóng sốt là phải đi khám coi chừng đau lỗ tai. Mà nếu mà đau lỗ tai mình không chữa, đôi khi nó bắt qua nó đi tới cái xoang mũi, nó không có tốt, nó đưa ra nhiều rồi nó bị vô cái đau luôn mấy cái xương ở phía sau lỗ tai, lúc đó sẽ chữa trị nó lâu hơn cả 2-3 tuần lận. Nếu mà giờ nói tóm tắt, khi mà cảm 2-3 ngày cho uống thuốc cảm được, chắc lo hỏi bác sĩ đi. Nhưng mà nếu 2-3 ngày mà vẫn thấy còn sổ mũi mà có mũi xanh, mắt có gèn, có nóng sốt, quấy nhiều phải đi khám. Cảm ơn bác sĩ Xuân Tô rất là nhiều về những lời chỉ dẫn rất là đơn giản. Hy vọng là với những cái kiến thức nhỏ nhỏ vậy sẽ giúp được quý vị nhận định ra là con em mình bị như vậy thì nên đi khám. Xin chào quý vị khán thính giả. Xin chào bác sĩ Xuân Tô. Xin chào bác sĩ Trường Sinh. Xin chúc quý vị một đêm an lành.